Em Hiếu xin chào tất cả các chị. Hôm nay thì em sẽ làm cái video này để hướng dẫn qua cho các chị về tất cả những cái phương pháp mà lăn kim với tế bào gốc ở bên em để điều trị những cái da, ví dụ như là da các chị bị sẹo rỗ này, da các chị bị nám này, da các chị bị lão hóa, hoặc là da các chị cần làm trắng. Thì đây là cái đầu lăn kim. Đầu lăn kim của nó sẽ có từ 0,25 cho đến tầm khoảng 1 mm. Thế nhưng mà em thì nếu như các chị mà làm ở tại spa thì có thể là sẽ làm đầu sâu hơn, nhưng vì là các chị làm ở nhà thì cái ưu tiên thông dụng là em sẽ gửi cho các chị cái đầu kim 0,25, thì lúc đó là nó sẽ đạt cái độ an toàn để giúp cho chúng ta có thể làm ở nhà một cách nhẹ nhàng mà không cần phải ủ tê nhé các chị nhé. Thì đầu tiên là các chị sẽ sử dụng cái đầu lăn kim này, và các chị sẽ để vào trong cái hộp của nó, và mình sẽ sử dụng cái chai nước muối. Nước muối các chị mua ở ngoài là cái loại mà 0,9% nhé. Sau đó thì các chị sẽ đổ cái chai nước muối này vào trong cái lọ này và ngâm ngập cho em toàn bộ cái đầu kim tầm khoảng 10 phút cho em. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng những cái bông tẩy trang hoặc là bông y tế. Nếu chị nào có bông y tế thì sử dụng bông y tế. Chúng ta sẽ sử dụng làm sạch mặt này, chúng ta tẩy trang này, dùng sữa rửa mặt này. Sau đó thì chúng ta sẽ lau khô mặt đi, và tiếp tục là chúng ta sẽ sử dụng qua một lớp nước muối này. Các chị sẽ đổ ra cái bông cho em, sau đó thì các chị sẽ lau toàn bộ cái vùng mặt của các chị. Sau khi lau xong thì chúng ta sẽ sử dụng cái tế bào gốc để bôi vào trước khi mà tiến hành cái bước lăn kim. Đối với chị nào mà bị sẹo rỗ thì có thể là chúng ta sẽ phải lăn cái đầu kim sâu hơn, thì các chị cũng có thể là sẽ phải sử dụng qua cái bước ủ tê. Nhưng mà cái này thì em sẽ không khuyến khích các chị làm ở nhà, mà ủ tê và lăn kim sâu đến mức độ chảy máu để làm tăng sinh cái sẹo thì các chị sẽ nên làm ở tại spa và cơ sở thẩm mỹ nhé các chị nhé. Còn ở nhà thì chúng ta sẽ làm những cái liệu trình rất là đơn giản thôi. Thì ở đây em đang có Huế đang có 4 cái tế bào gốc này. Cái tế bào gốc A cộng thì dùng cho cái da mà cần tái tạo, da mà bị lão hóa, nếp nhăn, và da mà bị sẹo, nhưng mà sẹo dạng sẹo đáy tròn thôi, tức là sẹo nhẹ thôi, thì các chị có thể sử dụng cái tế bào gốc A cộng này. Còn nếu như da của chị nào mà muốn cấp ẩm sâu, mà muốn cho da có độ căng bóng và ngậm nước, thì các chị có thể sử dụng cho em Huế cái H cộng để giúp cấp ẩm sâu cho da. Còn nếu như da của chị nào mà bị mụn này, mụn viêm, mụn ẩn, hoặc là viêm lỗ chân lông, hoặc là những cái vấn đề liên quan đến lỗ chân lông to, rồi là da của các chị bị dầu nhiều, thì các chị hãy sử dụng cho em Huế tế bào gốc P cộng. Đối với da nào mà da cần làm trắng, da điều trị nám, sạm, tàn nhang, đồi mồi, thì các chị hãy sử dụng cho em Huế tế bào gốc Y cộng. Thì em lưu ý một chút là nếu như da của chúng ta mà cần làm trắng và trị nám thì ban ngày chúng ta sẽ sử dụng A cộng hoặc H cộng, còn ban đêm thì chúng ta sẽ sử dụng Y cộng. Tức là cái Y cộng này các chị chỉ sử dụng vào ban đêm cho em và không sử dụng vào ban ngày nhé các chị nhé. Khi mà các chị inbox thì bên chuyên viên của bên em sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các chị theo từng liệu trình. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng tế bào gốc này. Chúng ta sẽ bôi trước tế bào gốc một lượt ở trên vùng mặt của chúng ta. Sau đó thì khi mà đã ngâm cái lăn kim này được khoảng 10 phút xong rồi thì các chị cứ lăn bôi thêm cái tế bào gốc, lăn đến đâu thì các chị sẽ bôi tế bào gốc trước, sau đó các chị lăn cho em Huế theo cái chiều này. Chúng ta sẽ lăn theo cái chiều từ dưới lên trên. Đó, từ dưới lên trên như thế này, lăn đều kim như thế này cho em Huế. Sau đó thì chúng ta sẽ lăn từ trong ra ngoài. Đó, chúng ta lăn theo chiều như thế này để tạo thành những cái tổn thương giả ở trên da. Thì khi có những cái tổn thương giả trên da, đến khi mà da của các chị cảm thấy là nó hơi hồng hồng lên, thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển sang cái vùng khác để chúng ta lăn, và chúng ta sẽ bôi thêm tế bào gốc nữa ở trên cái vùng da của chúng ta. Và trong cái thời gian lăn kim như thế này thì trong tầm khoảng 3 tiếng đầu là nó sẽ thẩm thấu cái tế bào gốc rất là tốt, nên là cứ khô một cái là các chị có thể bôi ngay được tế bào gốc thêm. Và em ấy lưu ý là chúng ta nên lăn vào buổi tối để cho da của chúng ta được nghỉ ngơi và không phải tiếp xúc ngay với ánh nắng mặt trời. Thì đấy là cái cách mà em Huế thường thường là em Huế sẽ hỗ trợ cho các chị khách hàng mà muốn điều trị sâu hơn về các vấn đề về da và bằng cái phương pháp lăn kim về tế bào gốc. Nó rất là hiệu quả và cực kỳ an toàn, các chị có thể sử dụng ở tại nhà rất là đơn giản nhé các chị nhé. Sau đó thì nếu như mà chúng ta có được cái mặt nạ ấy, mặt nạ mà sử dụng sau lăn kim ấy, nó là cái mặt nạ rong biển loại 90.000 một miếng, thì chúng ta lăn kim xong tất cả vùng mặt của chúng ta đều rồi thì chúng ta có thể sử dụng cái miếng mặt nạ đó và đắp lên trên toàn vùng mặt. Và trước khi đắp mặt nạ thì các chị bôi lại cho em một lớp tế bào gốc, sau đó đắp cái mặt nạ đó để nguyên cho em Huế tầm khoảng 15 đến 20 phút. Khi mà khô miếng mặt nạ các chị bỏ ra, sau đó thì các chị lấy cái nước hoa hồng ấy, các chị lau lại cho em một lượt ở trên mặt để cho tất cả những cái phần của mặt nạ nó sạch
toàn bộ ở trên bề mặt da, rồi các chị lại sử dụng tế bào gốc và chúng ta đi ngủ, thì đến ngày hôm sau là chúng ta có thể sử dụng tất cả những cái phương pháp trang điểm rồi chống nắng rồi sử dụng kem dưỡng như bình thường. Nhưng mà em lưu ý là trong cái 3 ngày đầu khi mà lăn kim, chúng ta sẽ không rửa sữa rửa mặt, bởi vì trong thành phần sữa rửa mặt nó có súp rất là nhiều, thì lúc đó là khi mà lăn kim thì da sẽ tạo những cái tổn thương ở dưới da và kích thích bong những cái lớp da mà bị sừng hóa ở trên bề mặt da. Chính vì thế là có thể là sau 3 đến 5 ngày các chị sẽ thấy có hiện tượng là da của chúng ta nó sẽ bong nhẹ, thì chúng ta sẽ không có sử dụng mà cái sữa rửa mặt, mà các chị sẽ thay thế cho em bằng cái nước tẩy trang này trong 3 ngày đầu, có thể là dạng dầu hoặc có thể là dạng nước đều được. Thì chúng ta sẽ rửa để cho cái da của chúng ta nó không bị cái hiện tượng là bị khô nhé các chị nhé. Đó, thì lúc mà khi mà da nó đang bong thì tốt nhất là các chị trong 3 ngày đầu tiên, bất cứ liệu trình nào các chị cũng nên sử dụng cái tế bào gốc A cộng trong 3 ngày đầu. Sau đó thì từ ngày thứ tư trở đi thì các chị có thể tùy theo từng bệnh lý của da thì các chị có thể kết hợp với từng cái sản phẩm điều trị chuyên sâu theo cái dạng bệnh lý da của các chị, thì nó sẽ đạt cái hiệu quả cao nhất. Và em chỉ lưu ý với các chị là nếu như bình thường các chị có thể chống nắng dạng nhẹ, nhưng mà trong cái quá trình lăn kim, da của chúng ta rất là mỏng và da của chúng ta nó sẽ bị yếu hơn một chút, thì các chị phải sử dụng thêm cái liều lượng kem chống nắng cho em gấp đôi so với bình thường, và cứ tầm khoảng 3 tiếng hoặc 4 tiếng là các chị lại phải sử dụng lại chống nắng cho em. Cái thời gian mà sử dụng chống nắng nó sẽ từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ tối nhá các chị nhá. Đó, thì với những cái phương pháp đơn giản và những cái lưu ý đơn giản như em Huế vừa mới nói, thì các chị sẽ có được một cái làn da thực sự là đẹp như ý. Và chắc chắn nếu như chị nào mà chị cần da căng bóng trắng sáng thì các chị chỉ cần sử dụng cho em Huế cái tế bào gốc A cộng và H cộng này, thì da của kết hợp với cái lăn kim, da của các chị sẽ cực kỳ là đẹp sau tầm khoảng 3 đến 5 ngày khi mà cái lớp da cũ của chúng ta được bong ra ngoài. Và nếu như cái liệu trình lăn kim này thì chúng ta sẽ sử dụng là 21 ngày trở lên thì các chị mới được sử dụng một lần, hoặc một tháng thì các chị mới sử dụng một lần. Liệu trình của nó là từ khoảng 3 lần trở lên thì sẽ đạt cái hiệu quả cao nhất. Thế nên là chúng ta sẽ tuân thủ đúng theo cái liệu trình mà em đã đưa ra để giúp cho da của các chị có được sự an toàn cũng như là đảm bảo cái hiệu quả cao nhất cho làn da của mình nhé. Nếu còn cái thắc mắc gì thì các chị hãy inbox cho bên chuyên viên của em Huế, thì các bạn sẽ giải thích cũng như là hỗ trợ thêm cho các chị để giúp cho các chị có thể có thêm những cái sản phẩm dưỡng kèm theo với tế bào gốc trong cái liệu trình lăn kim để da của các chị đạt hiệu quả tốt nhất. Em Huế tạm biệt các chị và hẹn gặp lại các chị ở những cái video tiếp theo.